Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube Gia Huy 93 của mình. Chủ đề video hôm nay sẽ hướng dẫn anh chị em cách xử lý tình trạng SIM lúc nhận lúc không trên chiếc điện thoại của các bạn và giúp các bạn cách xử lý triệt để vấn đề nhận SIM nhưng không gọi được hoặc là sim lúc nhận, lúc không, hoặc là gọi thì báo cuộc gọi khẩn cấp hoặc là không có dịch vụ mạng, vân vân. Và kính mời anh chị xem video hướng dẫn ngay sau đây. Và trên tay em đây là phôi sim chuẩn ngày xưa. Cái phôi sim này nó đã ra rất là lâu rồi và hiện tại cái phôi sim này là cái phôi sim cũ, anh chị thấy nó không có chữ 4G ở đây. Nếu mà những cái phôi sim mới thì nó có chữ 4G như thế này. Và trên cái sim nó sẽ có chữ 4G. Đây anh chị xem. Đây nó sẽ có chữ 4G. Cái nhược điểm của cái sim 4G bây giờ so với ngày xưa chính là cái đồng. Anh chị xem hai cái miếng đồng này ở đây nó làm bằng đồng rất là vàng cái sim ở bên dưới nè anh chị xem nó làm đồng rất là vàng và cái độ ma sát rất là cao đây anh chị xem đồng nó làm rất là vàng và độ ma sát rất là cao luôn còn cái sim ở trên này đồng của nó làm rất là không biết nói là đồng mà nó tạp chất gì nhiều mà nó rất là tan anh chị xem dưới ánh đèn anh chị xem nó tan ghê không thì những cái sim anh chị bây giờ nếu mà những những khách hàng nào á mà đã đổi sim 4g mà không tiến hành cà sim thì về trước sau gì nó cũng không nhận sim và đặc biệt là nó rất là hay bị trên iphone còn riêng dòng samsung oppo và các hãng khác thì nó ít bị hơn và ở đây em sẽ cho anh chị xem rất là nhiều loại sim đây sim em có rất là nhiều và anh chị thấy rằng là những cái sim mà ngày xưa cái đồng của nó rất là đẹp đây như cái đồng này nó rất là đẹp cái đồng này nó vàng óng ánh luôn anh chị nên mở cái sim mình ra xem vàng đồng này nó có màu vàng không hay là nó màu trắng tinh như những cái sim đề mới bây giờ đây là cái sim đề mới bây giờ nè cái sim này là em mới lấy cách này đây khoảng hai ba hôm và cho anh chị xem là cái chất liệu nó hoàn toàn khác nhau và dưới ánh đèn nè dưới ánh đèn thì cái sim này anh chị thấy rất là vàng, còn cái sim này nó rất là trắng. Thì nguyên nhân nguyên nhân do đâu mà khiến cái sim đó lại lúc nhận, lúc không trên chiếc điện thoại. Thì anh chị nên lưu ý riêng trên cái điện thoại Samsung. Thì khi anh chị xem đây là không cái máy không có sim nó sẽ báo cái hình tròn có dấu gạch gạch chéo ngay chỗ này. Và cái điện thoại này là cái điện thoại của nước ngoài. Cái bảng này là cái bảng của Hàn Quốc. Và khi không có sim nó sẽ có cái dấu gạch chéo ngay chỗ này. Nhưng riêng cái điện thoại Samsung mà anh chị mua của thị trường Việt Nam thì cái máy này hiện tại nó là cái điện thoại không có sim nhưng mà nó vẫn có sóng rất là đầy. Và anh chị cứ làm tưởng tại sao nó có sóng mà gọi không được, anh chị hoàn toàn sai, nó không nhận sim nhưng nó vẫn có sóng. Anh chị lưu ý điều này, riêng cái điện thoại mà nó bán ở thị trường Việt Nam không có sim vẫn không có sóng. À, có sóng nhưng vẫn không có sim. Mặc dù không gắn sim vẫn có sóng bình thường thì đây em sẽ rút cái khe sim cho anh chị xem để anh chị hiểu rõ hơn về cái vấn đề. Em nói là không có lắp sim vào nhưng điện thoại đây vẫn có sóng. Đây. Anh chị thấy nó vẫn có sóng bình thường. Và anh chị muốn biết cái điện thoại của mình có nhận sim hay không thì anh chị bấm vào cài đặt và anh chị tiến hành bấm vào kết nối. Bấm vào kết nối. Và anh chị bấm vào quản lý sim. Bấm vào. Và ở đây nó không có thẻ sim. Đây, nó hoàn toàn không có thẻ sim nha anh chị. Còn nếu có thẻ sim thì nó hiện lên như thế nào, em sẽ cho anh chị xem. Cái video này nó hơi dài. Mong anh chị xem hết video để hiểu rõ hơn và sau này tự động chỉnh sửa cái điện thoại của mình không mất thời gian ra tiệm và đỡ tốn chi phí sửa chữa những cái bệnh vặt như thế này đa số là em làm dùm khách hàng đây và bây giờ em tiến hành em lắp sim vào khi em lắp sim vào nó vẫn có sống như là không lắp nhưng ngược lại trong một quản lý sim nó sẽ hiện cái sim lên anh chị xem bây giờ đã tiến hành lắp sim và cột sóng ở đây nó cũng có đầy y như là mình không lắp nhưng điều khác biệt là cái chỗ cài đặt và cái chỗ kết nối và cái chỗ quản lý sim. Quản lý sim. Cái chỗ này bắt đầu nó hiện sim lên. Thì anh chị lưu ý điều này. Và vì sao cái sim lúc nhận lúc không? Đây, đây là lý do. và đây chính là lý do em sẽ cho anh chị xem đây anh chị nhìn cái sim này nó rất là dơ kèm với đó là nó ma sát không tốt để em bật đèn pin lên em gọi cho anh chị xem cái sim này mắt thường nếu mà nhìn ở bên ngoài nhìn nó rất là xấu đó anh chị nhìn nó rất là xấu nè anh chị thấy rõ không rất là xấu luôn cực kỳ xấu cái sim này ở bên ngoài nó xấu lắm thì đây để giải quyết cái tình trạng mà máy lúc nhận sim lúc không rất đơn giản. Anh chị xem kỹ video để làm theo hướng dẫn. Thì anh chị tiến hành lấy một vật nhọn nào đó, tùy anh chị, anh chị cà lên sáu cái chân sim này. Đây là 1 2 3 4 5 6. Sáu cái chân sim này anh chị cà nhám nó lên, cà nhẹ nhàng. Anh chị đừng có sợ hư, nó không hư đâu, anh chị cà nhẹ nó không hư. Mà anh chị nên nhớ là hết sức nhẹ nhàng. Tại vì có nhiều khách hàng em hướng dẫn ở nhà không biết làm làm hư cái sim luôn Nhưng mà mình cạo nhẹ không hư đâu Riêng em là em cạo hơi mạnh tí xíu cũng không hư bởi vì cái đây là cái người Và làm hàng ngày rồi Và làm cả chục năm nay nó sẽ không bao giờ hư Anh chị xem Mình cà nó lên Mình cà nó lên mình mình thấy nó đẹp nha Mình cà mà mình thấy nó đẹp Và còn một cái biện pháp nữa Nếu như anh chị không muốn cà thì anh chị phải ở nhà mình có cái chai RB7 này nè anh chị xịt ra ngoài xong anh chị lấy cái tam bông anh chị chấm vô đây một miếng anh chị chấm vào một xíu và anh chị lấy cái khăn anh chị lấy cái khăn anh chị lau nó thôi thì RB7 nó sẽ tẩy hết cái tan này ra và nó làm cho cái phôi sim này nó bóng lên và nó tăng độ ma sát với cái chân sim ở trên máy anh chị đây là cái con máy mà em tháo ra để em chỉ cho anh chị xem là cái chân sim. Cái chân sim này nó sẽ ma sát lên sáu cái chân này và sáu cái chân này khi nó không được tiếp xúc với sáu cái chân trên sim thì nó sẽ gây nên cái tình trạng là sim lúc nhận lúc không. Kèm với đó là nó báo sóng ảo. Thành ra là anh chị không gọi được. Anh chị lưu ý chỗ này giúp em ha. Và trong các video sắp tới ngoài những cái cách hướng dẫn sử dụng điện thoại em còn chỉ luôn cho anh chị sửa những cái lỗi vặt điện thoại tại nhà để anh chị không mất thời gian đi ra ngoài không mất tiền nhiều khi anh chị đi tới những cái tiệm điện thoại mà nó làm không đàng hoàng thì thành ra anh chị mất tiền oan và anh chị lưu ý giúp em đây là cách đầu tiên cách thứ hai đối với những cái con điện thoại mà tháo được cái nắp lưng ra thì đây là chỉ có những cái con điện thoại đầy cũ thôi và những cái con điện thoại rẻ tiền và sau này điện thoại Samsung rẻ tiền nó cũng không làm tháo nắp lưng được đây là đối với những cái điện thoại Samsung đời cũ thì mình cũng có thể là mình lấy cái tay mình quào wow, mấy cái sim này này mình lấy những cái vật nhọn mình quào wow, mấy cái chân sim nhẹ nhẹ như thế này để nó tăng độ ma sát lên và một điều đặc biệt là riêng đối với dòng Nokia cùi bắp anh chị nên nhớ hoặc là điện thoại Trung Quốc bàn phím điện thoại của Trung Quốc mà mà bàn phím thì anh chị cũng nên lưu ý rằng anh chị làm theo cách này nó sẽ nhận sim nếu như mà cái máy anh chị không nhận sim và đây là cách xử lý để cho anh chị nó nhận sim rất là đơn giản và còn một cái nữa khách hàng bảo em là tại sao cái sim đang sử dụng lắp sang điện thoại khác thì xài được nhưng lắp sang cái điện thoại này thì không xài được em nói ví dụ nha cái sim này lắp sang cái điện thoại này nè cái điện thoại này xài được. Đây. Đây là lắp sang cái điện thoại này xài được. Nhưng tại sao lắp sang cái điện thoại này xài không được? Tại vì cái điện thoại này nó có hai nguyên nhân. Một là cái sim này nó bị lỗi, nó kén máy, máy nhận máy không. Và trường hợp này rất ít xảy ra nhưng nó sẽ có xảy ra, anh chị hiểu không? Tại vì trong quá trình em sửa chữa thì em gặp cũng rất là nhiều lần là cái cái sim này nó nhận cái máy này nhưng cái máy này nó không nhận là chuyện bình thường. Nhưng mà điều này ít xảy ra. Còn một cái thứ hai là cái cái điện thoại của anh chị nó xảy nên cái tình trạng tiếp xúc kém đây em sẽ cho anh chị xem đây là cái anten đây cái giải này là cái anten và cái máy này là cái máy của khách bởi màn hình em nhận về em sửa và em khui ra cho anh chị xem luôn để em xuống em lấy cái cái điện thoại đã bung ra luôn cho anh chị xem và đây đây là những cái chân sống thì đây là cái anten nè và đây là những cái chân sống anh chị thấy cái chân này là tiếp xúc Tiếp xúc với cái mạch điện thoại Đây là cái mạch điện thoại Đây anh chị xem mạch điện thoại ở đây Ở đây nó có mấy cái anten nhỏ nè Và nó tiếp xúc với cái bề mặt bên đây Thì trong quá trình anh chị xài nó sẽ xảy ra cái tình trạng nhất là những người nông dân Là bụi nhiều vào đây và tiếp xúc không tốt Thành ra là cái sim anh chị gắn vào nó có sóng hoặc nó có sóng ảo thành ra là anh chị gọi không được và nếu mà anh chị gọi không được như thế thì phải làm sao bắt buộc tụi em phải tháo ra dùng một cái dung dịch làm sạch và em chà em vệ sinh hết mấy cái chân này thì khi em lắp vào sống anh chị nó sẽ đầy còn một cái biện pháp hiệu quả nữa là nếu như mà cái điện thoại anh chị mà những cái điện thoại á mà nó lắp sim nó lắp sim mà nó lắp mà không có tháo máy được như cái con ví dụ như con samsung này đi những cái con điện thoại mà anh chị không thể tháo máy tự nhà không thể tháo máy tại nhà được thì anh chị làm sao anh chị chạy ra tiệm sửa xe máy hay ở đâu cũng, cũng được nếu anh chị không muốn mua thì thôi còn anh chị tới những cái tiệm mà nó bán cái chai gb7 này nè anh chị nên nhớ anh chị phải bắt buộc là phải mua cái chai gb7 này về bởi vì sao nó rất là nhiều công năng ngoài nó có thể là vệ sinh chân sạc vệ sinh chân sim nó còn có thể là làm giảm ma sát những cái chân chống trên xe máy xe đạp và những cái tiếng kêu có két ở kẹt cửa nhà anh chị anh chị xịt vô một cái là xong ngay hoặc là những cái cái chống mà xe máy mà lâu ngày mà anh chị xài nó bị ten xét mà anh chị bật ra nó khó khăn anh chị xịt vô một xíu là nó rất là ok luôn đây là một cái mẹo vặt hàng ngày anh chị nên nên mua cái này về và để giải quyết cái bài toán mà cái sim anh chị vẫn không nhận mà anh chị không muốn ra tiệm mà tự giải quyết tại nhà thì anh chị làm theo cách này anh chị tháo sim ra nha em chỉ cho anh chị nè đối với những cái máy này xài lâu trên đây cái chân mà ten xét đây anh chị lưu ý cái cái chân bên trong máy này nó bị ten xét thì nó là cái chân này đi nó bị tan xét thì nó bị tan xét là do cái sim này nó bị tan xét mà nó dính vào đây thành ra là anh về chị vệ sinh cái, cái sim này xong anh chị lắp vào đây nó sẽ ăn và khi mà nó ăn không tốt á anh chị có chỉ có một cách là lấy cái chai rb 7 này nè anh chị xịt ra cái, cái hũ ha và anh chị trét lên cái sim anh chị trét lên cái sim trét hai mặt cho nó ẩm lên anh chị lưu ý nha trét lên cho nó ẩm lên nha và anh chị lưu ý là không được lấy khăn lau và bỏ vô cái khay sim luôn. RB7 này tính chất nó không dẫn điện cho dù cái bộ máy anh chị đang hoạt động. Em lấy cái RB7 này em xịt vô cái máy anh chị vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà anh, anh chị lưu ý không được lấy cái RB7 này xịt vào cái điện thoại nha. Không được lấy cái vòi này nè. Mà xịt trực tiếp vào cái điện thoại sẽ gây sẽ gây nên cái tình trạng nếu những cái màn hình LCD nó sẽ bị lem giống như màn hình bị vô nước vậy. Em không có khuyên gì xịt vào. Tại vì anh chị không có khả năng hoặc là chưa có kỹ thuật để làm những cái việc đó Còn những người thợ của em thì nó xịt tối ngày Nhưng mà anh chị thì không được Và anh chị lưu ý là để cái sim nó bị ẩm RB7 nha Và anh chị đút vào máy Anh chị đút vào máy ha Xong anh chị lấy cái chuột sim anh chị tháo nó ra Anh chị làm vài lần và giúp em nha Để chi? Để cho nó nó ma sát vào cái chân sim Và cái dung dịch RB7 á và cái dung dịch rgb 7 nó sẽ làm cho cái chân đó nó bóng lên tăng cái độ ma sát rất là tốt anh chị làm chừng khoảng 4-5 lần là rất ok và đa số những cái thủ thuật như thế này thì cửa hàng điện thoại nếu mà người ta biết làm người ta cũng không bao giờ mà người ta tiết lộ với anh chị bởi vì sao thì ngoài cái việc mà chỉnh cho cái máy anh chị nhận sim ra người ta có thể kiếm được 50 tới 100 000 thì người ta dễ với người ta chỉ cho anh chị đâu. Còn riêng của hàng em thì đa số là em làm ghi, làm dùm không. Ít khi nào mà em lấy tiền. Thì anh chị lưu ý. Lưu ý ở đây. Thêm một cái lưu ý nữa là anh chị nếu như mà anh chị làm tất cả các biện pháp trên mà vẫn không được thì anh chị tiến hành sử dụng một cái sim khác điện lên tổng đài xem cái sim của mình có còn sử dụng được hay không nếu mà tổng đài nói là cái sim mình vẫn hoạt động bình thường thì mình tiến hành lấy cái sim này bỏ vào một cái điện thoại khác xem cái sim này nó có thật sự là đang hoạt động được hay không nếu như cái sim cũ của anh chị đang sử dụng mà bỏ sang một cái điện thoại khác mà vẫn đang hoạt động được thì anh chị lưu ý rằng chiếc điện thoại của anh chị đang có vấn đề và mình tiến hành mình mang tới một cửa hàng uy tín để mình kiểm tra và sửa chữa và video này em hướng dẫn rất là chi tiết kèm với những cái thủ thuật rất là đơn giản ở nhà ai cũng làm được sắp tới em sẽ hướng dẫn anh chị rất là nhiều cách để mình tự động kiểm tra kỹ thuật cái điện thoại của mình tại nhà để mình yên tâm sử dụng và mình tự bảo trì anh chị nên nhớ điện thoại nó cũng giống như là xe máy hoặc là xe đạp vậy anh anh chị xài anh chị phải bỏ thời gian ra anh chị bảo trì thì nó mới hoạt động ngon lành và trơn tru trong quá trình sử dụng được. Và anh chị nên nhớ, điện thoại anh chị xài vài ba ngày anh chị phải tắt nguồn khởi động lại một lần. Đây là điều hết sức lưu ý mà rất là nhiều anh chị không chịu làm. Anh chị lưu ý nha. Xài điện thoại vài ba hôm phải tắt nguồn khởi động lại một lần, tắt nguồn tắt luôn cũng được hoặc là khởi động lại cũng được thì tùy anh chị để cho cái máy nó mượt mà và nó đóng những cái chương trình lỗi đây là cái hướng dẫn hết sức lưu ý anh chị cần thiết phải ghi nhớ và video này đến đây là kết thúc chúc các bạn và các khán giả xem youtube của em nhiều sức khỏe em xin chào và hẹn gặp lại